Yo, xin chào mọi người. Mình là Thành. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người viết một cái template của bài Python. Ok. Thì đầu tiên chúng ta cần viết một cái template, thì chúng ta cần phải làm một cái file minimal. Minimal để mà chúng ta chạy được đã. Rồi chúng ta mới viết một cái template. Thì sau này chúng ta cần đây. Tôi thì copy file này. Đầu tên ta rename ta modify lại là xong. Ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn, mình sẽ không nói nhiều nữa. Thì ở đây mình sẽ vào Visual Studio. Ok thì đầu tiên các bạn mở ra thì sẽ bị như này, nhưng mà bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mở nhanh. Thì chúng ta sẽ vào cái folder này, rồi sau đó chúng ta sẽ vào cái folder sụp. Ok, vào folder sụp rồi thì chúng ta mới mở terminal. Rồi chúng ta mở code.save, rồi nó sẽ mở thẳng tới cái thư mục của chúng ta. Ở đây thì mình có code sẵn rồi, nhưng mà khả năng là mình sẽ tạo lại một cái packet mới, một cái node mới đi ha, một cái file mới để mà chúng ta chạy. Ok bây giờ thì đầu tiên mở ra thì nó sẽ như thế này, có ba cái mũi tên này. Như bạn vào cái Python thì chúng ta đang viết cái template cho Python mà. Rồi sau đó chúng ta sẽ vào cái my Python bucket này, chúng ta tạo một cái file mới. Cái file này thì mình sẽ đặt tên là test test node đi ha, test node copy. Ok thì ở đây các bạn sẽ viết được một cái chương trình để chạy. Bây giờ mình sẽ viết một cái chương trình để mà nó in ra cái terminal cho chúng ta. Thì ở đây mình sẽ chạy cái terminal này ha, terminal trong cái Visual Studio luôn. Thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn build cái code làm sao cho nó chạy như kiểu là chúng ta thường gọi listener hoặc là talker ấy. Ok bây giờ mình sẽ làm. Rồi nếu mà khả năng nếu mình làm tới đâu mình sẽ hướng dẫn các bạn tới đó thôi. Ok, đây thì mình sẽ khai báo cái Python thôi. Đây, các bạn làm nhiều các bạn biết thì thực chất không biết thì cũng phải biết thôi. Chúng ta xin bỏ cái thư viện của thằng RS vào, thì chúng ta sẽ import bỏ thêm một cái node và cái thư viện node sẽ là chấm node import node. Ok. Ở đây mình sẽ cho cái dev main này ha. Đây, mình sẽ bằng non. Dưới này thì mình sẽ cho cái thằng rot init. Thì ở đây đang là cái thư viện là rclb á. Thì đây mình sẽ có rclb.init ha. Init argument mình sẽ bằng argument ở ngoài đây. Sẽ bằng non luôn. Rồi. Ở đây mình sẽ khai báo ra một cái tên tên của cái node. Các bạn có thể hiểu đơn giản cái node nó như thế này. Ok. Thì cái node nó sẽ dạng như này. Đây. Hôm bữa mình có giải thích rồi, mình sẽ giải thích lại ha. Đây. Thì các bạn thường thì các bạn sẽ hiểu đơn giản như này đi. Ở đây nó là một cái trạm phát sóng rồi. À, mình sẽ hơi xấu. Đây sẽ là cái trạm phát sóng. Hồi xưa các bạn có nghe radio các thứ ấy, thì ví dụ như đây là cái tần số 92.8 MHz gì đấy. 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 Thì thằng này nó thế là tương ứng với lại cái tên của cái tần số này, đồng đồng với tần số luôn, nó cùng với tần số luôn. Thì ở đây nó sẽ có cái người dùng, đây là user1, user 1. Thì ông này ông xài điện thoại này, rồi truyền hình này, cáp gì đấy, cáp cổ gì đấy không biết, nhưng mà hôm nay cũng sẽ bắt sóng từ cái trạm phát sóng này. Thì từ cái trạm phát sóng này nó truyền qua đây. Thì đối với thằng này nó sẽ gọi là cái một cái tester. Còn thằng này thằng nhận này nó sẽ là cái listener, một cái subscriber, cái sub. Và một cái public này nó có thể chia ra cho nhiều nhiều cái subscriber
và từ cái subscriber này cũng có thể public lại cho thằng này, tức là thằng này nó sẽ chạy như kiểu là anh có thể gửi qua một thằng khác và thằng này có thể gửi cho thằng này, tương tự như vậy thằng này có thể gửi cho thằng này đó. Ví dụ như đây có nhiều nhiều cái nhiều cái trạm phát sóng đó, ở đây có nhiều nó đấy, thì thằng này nó sẽ chạy vô này, thằng này chạy vô này và thằng này có thể chạy vô này đó. Nhưng mà mấy thằng này nó phải cùng tần số đúng không? Thì tương tự như vậy thì thằng này nó cũng giống như vậy, thì đối với cái này thì nó sẽ có một cái như kiểu là cái folder ấy, thì đây là đường dẫn ABC TGS thì đấy, thì nó sẽ giống với thằng này, nó cùng tần số ở đây, nó như kiểu là dạng gì two bit ở trong cái MQTT. Rồi thì dựa vào cái này sẽ phân chia được là thằng nào đang chạy, thằng nào các thứ luồng này luồng nào đang chạy, luồng kia đang chạy gì đấy. Đấy rồi đây mình sẽ có một cái nốt, nó đơn giản nốt là vậy ha, nếu sau này các bạn có đặt cái thuật ngữ này thì bạn có biết. Rồi nốt thì ở đây mình sẽ đặt là tên kênh mình đi, Edison. Rồi ở đây mình sẽ cho cái logger, thì đây nốt mình ta sẽ ghép logger, rồi ta chấm. Ở đây nó sẽ có ba cái là info, warning và error hoặc là debug các thứ, thì đây nó sẽ có sẵn, bạn có thể thay đổi thêm. Thì đây mình sẽ sạc info này, nên mình sẽ log info này, tức là dạng thông tin ha. Hello YouTube. Rồi sau khi chúng ta info rồi thì chúng ta phải shut down nó đi, thì ở đây thằng CLP này nó sẽ có cái lệnh nó shut down. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho nó chạy thử ha, chạy thử thì như chúng ta biết đó, thì nó sẽ main if name name bằng bằng main main. Rồi, đây có cái dạng main. Nó chạy thử ha. Đó. Thì ở đây nó sẽ cho chúng ta một cái dòng là info, ở đây sẽ là tên tên của nó, rồi đây sẽ là hello YouTube. Rồi. Để mà cái việc này mà nó đang chạy xong rồi nó ngừng luôn thì ở đây mình sẽ thêm một cái lệnh nữa. Đó là CLP.spin. Spin ở đây thì chúng ta sẽ pin tại cái node này dạng compact ấy. Đó, thì ở đây mình sẽ gọi nó nốt này ha. Ok rồi mình sẽ chạy lại này. Đó ở đây các bạn có thể thấy là nó không hiện cái dòng chữ này nữa, nó không hiện dòng này nữa, tức là nó đang chạy trong đây, nó đang chạy trong code này chứ nó không có thoát nào ra ngoài. Rồi trừ khi mà mình nhấn interrupt ấy, là cần C thì nó mới ngắt, nó mới ngưng lại, còn nếu như mà chúng ta để biên vậy thì nó sẽ không ngừng. Ok rồi bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ viết một cái chương trình đơn giản ha, chương trình đơn giản để chúng ta tạo cái template. Thì đối với việc mà tạo template ấy, thì chúng ta sẽ phải tạo thằng class. Okay. Bây giờ mình sẽ giữ nguyên cái thư viện này ha, rồi các bạn gõ class, tạo cái class myNode đi. Rồi ở đây ta sẽ cho nó vào đấy, rồi đây ta sẽ có cái init này hơi nhiều rồi. Rồi đây ta sẽ save. Rồi ở đây thì khi mà chúng ta ở dưới đây chúng ta đang có cái này, có cái nó đúng không, thì đây chúng ta tạo tên đúng không. Rồi, thì ở đây nó sẽ khác một chút xíu, đó là nó sẽ có cái loại super super, rồi chúng ta gõ init vào. Init thì ở đây sẽ là tên name of node. Thì bây giờ mình sẽ đổi thành là position position node.
nó sẽ là cái phần này. Nhưng mà các bạn lưu ý giúp mình cái đoạn này ha, là cái mấy cái chữ này này, thì nếu như mà các bạn làm với rod ấy, thì các bạn hạn chế sử dụng mấy cái chữ in này ha, tại vì thằng này nó bị nhiều cái vấn đề về cái việc in hoa in thường, hạn chế xài mấy cái chữ này lại. Nếu mà xài xài vẫn được, nhưng mà tránh trường hợp nó lỗi thôi. Ở đây nó có thể comment được này lại. Rồi sau khi chúng ta tạo cái tên cho nó rồi thì chúng ta sẽ tạo cái biến. Biến chúng ta sẽ gọi ví dụ như cho biến counter counter là không, rồi chúng ta sẽ cho nó chạy đầu tiên nó là cái gì hello YouTube get logger cho nó. Rồi chấm info là YouTube. Mình sẽ copy đó lại. Sau khi các bạn xong ở đây rồi thì chúng ta sẽ tạo cái thumbnail. Cái thumbnail compact. Thì đây mình sẽ tạo cái thumbnail compact ở đây ha. Nếu các bạn tạo thumbnail compact thì mình sẽ làm như thế này. Rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ cho cái biến counter nó tăng lên là khoảng 1 giây, 1 giây tăng 1 lần, là mỗi lần 1 giây thì tăng một một cái trị. Thì đây mình sẽ cho thằng counter này, sẽ counter rồi cộng bằng 1 luôn, mỗi lần sẽ tăng lên 1. Ở đây mình sẽ, nếu như mà nó tăng lên như vậy thì mình sẽ cho nó ra một cái getOfter và để xem chúng ta có chạy được cái thằng này thôi. Ở đây nó sẽ cho cái con, đây nó sẽ có cái tên cần cái đi Edison. Đây mình sẽ chuyển cái biến counter về. Về dạng rồi sau khi chúng ta làm được như này thì chúng ta sẽ tạo cái thumbnail. Ở đây chúng ta sẽ có cái lệnh là create thumbnail. Create thumbnail. Timer thì giá trị đầu tiên của nó sẽ là cái time radius. Ở đây nó sẽ là cái dạng giây. Đây bạn thấy đó. Second. Thì hiện tại mình đang muốn là 1 giây nên mình sẽ nhấn một vào. Và cái compact của mình nó sẽ là cái timer compact nên mình sẽ gọi cái timer compact. Ok. Rồi. Để mà chạy được cái đóng trên đây thì chúng ta sẽ phải gọi thằng node này. Node này nó sẽ bằng cái gì? Node sẽ bằng my node đúng không? Nó sẽ bằng class này. Rồi, sau khi mà chúng ta gọi thằng này ra rồi thì chúng ta sẽ xóa nó đi thôi. Rồi, bây giờ chỉ còn 4 dòng như vậy thôi. Đấy. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy thử nào. Đó. Rồi, ở đây nó sẽ chạy này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi. Thì sau khi mà các bạn làm xong rồi, làm xong như này rồi thì chúng ta cơ bản là chúng ta đã có một cái template. Mẫu. Rồi. Sau mà chúng ta cần nó thì sẽ gọi nó thôi, sẽ gọi nó xài. Còn ở đây nếu mà các bạn không xài con Tamer thì các bạn xóa đồng này đi và xóa cái này đi. Rồi chúng ta sẽ được cái template của chúng ta. Ở đây tức là cái name nó should be modified là thằng này chúng ta phải đổi tên của nó, giờ lúc mà chúng ta cần chuyển qua cái thằng khác là tên gì đấy thì chúng ta cần phải đổi cái này qua. Rồi cái bước thứ hai, bước thứ hai là bước build cái bucket.
Thì build bucket thì chúng ta cần vào cái thư mục này, thư mục của bucket. Và sau đó dưới đây sẽ có cái file là setup.py. Setup.py thì ở đây mình đang có vài cái node ở đây ha. Đây. Cái này nó sẽ là cái tên của node, tên của cái file Python, cái file node mà chúng ta gọi ra. Còn cái này nó sẽ là cái file mà chúng ta chọn tới. Đây mình sẽ gọi ra một cái node mới đi, mới hoàn toàn ha. Là gì nhỉ? Gì được nhỉ? Đó đi, test lại đi sao? Test là node đi, test là node. Test là node. Ok. Thì ở đây nó sẽ bằng cái gì? Nó sẽ bằng cái file, file Python của mình hả? Đây mình đang trong bucket nên là mình sẽ gói này ra. Ok, đây này nó đã mất ra đây đó. Rồi đây chúng ta sẽ có cái file first node nè, chúng ta rename mà xong ta copy bắt vào. Thì ở đây chúng ta đang chọn tới thằng nào, đang chọn tới thằng main này, thì mỗi lần chúng ta chạy thì nó sẽ chạy vô thằng main đúng không, thì chúng ta gọi main là ra thôi. Ok, ta gọi main ra main ha, bạn nhớ hai chấm, nếu chấm là nó không nhận bucket đấy. Rồi sau khi các bạn làm xong rồi thì ở đây mình sẽ có một cái bucket name, thì đối với các bạn nào mà mới hoặc là gì đấy thì các bạn đừng có làm cái này, đừng có sửa cái này, sau các bạn quen rồi thì các bạn có thể sửa. Nói chung là nó dạng như là cái bucket name mà chúng ta khi mà chúng ta create bucket đấy thì sẽ là thằng này. Ở đây sẽ là version. Rồi ở đây nó sẽ là mấy cái thư viện rồi bucket rồi mấy cái linh tinh thôi. Đây nó sẽ có một cái nữa là cái maintainer, tức là người người người, người, người bảo trì, là thông tin của người bảo trì này. Rồi direction để làm cái gì, license này. Rồi bài test đó, nói chung là mấy cái này thì các bạn chỉ cần quan tâm tới console script thôi ha. Rồi sau khi bạn xếp xong, xếp xong thì chúng ta vào cái terminal chúng ta, rồi sau khi bạn vào terminal ấy thì nó sẽ ra như thế này, nó ra như thế này thì bạn vào cái ROS workspace, rồi sau đó chúng ta sẽ build nó. Build thì chúng ta sẽ gọi là con build build, rồi chúng ta sẽ cái select bạn đánh tab ha. Đó. Thì nó sẽ ra chúng ta bucket select đâu rồi, đây bucket select này, rồi mình sẽ gõ là my Python bucket. Rồi sau khi chúng ta enter thì nó chỉ build có một cái bucket này thôi, chứ không build luôn cả cái CPP bucket kia ra cho chúng ta, tức là sẽ build hết cái đống này. Còn file thì nó nằm ở đâu thì bạn vào đây, nếu các bạn muốn xem nó build chưa thì bạn vào đây. Chúng ta sẽ vào cái space, chúng ta vào install, chúng ta vào cái bucket mà chúng ta build này, chúng ta vào lib, chúng ta vào đây. Đây nó sẽ cho chúng ta là tất là node này, b node này, another node này. Để mở nó thử ha. Đó. Thì cái file chúng ta sẽ là như thế này. Nó không còn là file Python nữa mà sẽ là cái require này. Require my bucket Python. My Python bucket. Đây còn script này, tức là node này. Rồi thì nãy giờ nó chạy trong đây, nó chạy trong đây thì nó ra cái kết quả như này đúng không. Rồi bây giờ mình sẽ chạy ở ngoài command ngoài đây. Rồi thì các bạn sẽ nhấn là rot rot hai run rồi gì nữa nhỉ, rot hai run my Python package, rồi các bạn nhấn tab. Tab thì đây sẽ ra cho chúng ta này. Đó, ba cái nốt mình ta tạo đây nè, nốt này, b nốt ở nó đây, nốt b tức là nốt này. Rồi bây giờ mình muốn chạy tức là nốt đó thì nó sẽ chạy cho chúng ta. Về cơ bản nó sẽ là như vậy. Ok, coi như là chúng ta đã tạo được một cái template, rồi template cho thằng Python, để sau mà chúng ta cần sử dụng ấy thì chúng ta chỉ cần lôi nó ra, chúng ta copy, chúng ta đổi tên, modify name các thứ thôi. Nó sẽ tiện hơn đối với việc là chúng ta phải viết đi viết lại nhiều lần.
Đó. Rồi. Vậy là xong. Nói chung là chỉ vậy thôi. Rồi video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho bên C cộng cộng. C cộng cộng thì khả năng nó sẽ giống như vậy thôi, nhưng mà nếu các bạn muốn thì mình vẫn làm. Nếu các bạn không muốn mình cũng làm. Rồi. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa và giúp các bạn trong việc mà các bạn đang tìm kiếm, thì các bạn có thể nhấn like và subscribe kênh của mình, coi như là hỗ trợ mình có thêm động lực nha. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình.